chúng tôi cũng thấy ông Châu trận thứ hai bắt đầu cũng đang di chuyển Châu của mình vào vị trí xuất phát để cho khắc đấu thứ hai được diễn ra. Và Trung không cực kỳ là dùng không ai rồi như rằng trong khắc thi đấu thứ hai chúng ta có thể chứng kiến được những miếng đánh thổ lao hay không, và như vậy thì có thể là trong lịch của chúng ta một miếng đánh hết sức là rất mạnh đến từ ông Châu xuống không được, và liên tục là những miếng lát sừng lát cán đáp trả của ông Châu số không này. Tuy nhiên với cái miếng đánh đầu tiên liệu có đem đến cái ưu thế cho ông Châu số không được trong cái khắc đấu thi đấu thứ hai này hay không. Một miếng cám, một miếng cám hầu của ông Châu số không ai. Tuy nhiên rất nhanh ông Châu số không một đã ghi sát đầu của mình để phá cái chưa theo quan sát chúng tôi, mặc dù ông Châu số không một đã dùng cái chiến thuật ghi sát, tuy nhiên vẫn chưa tháo được một cái miếng cám rất là hiểm của ông Châu số 02. Và trong cái thi đấu khác thứ hai trong buổi sáng hôm nay thì chúng ta tiếp tục được chứng kiến hai ông Châu với cái thể hình hết sức là cân bằng theo nhận định của ban tổ chức. Ba lên tiếng đánh giá hết sức hiểm hơn liên tục của ông Châu số 02. Tuy nhiên đối với cả sự đi lâm của mình, ông Châu số không được có đưa ra những cái đấu pháp riêng của mình bằng cái chiến thuật là ghi sát đầu của mình, sừng của mình xuống dưới đất để giữ cái thế phòng thủ, cái sự phòng thủ chắc chắn. Tuy nhiên rằng theo quan sát chúng tôi thì ông Châu số không ai liên tục có những miếng cám vào mắt, vào hầu của ông Châu số không được. Đây là một những miếng đánh hết sức là hiểm, có thể gây sát thương rất là lớn cho các ông Châu đối phương. Nếu các ông Châu đối phương mà không có được cái bản lĩnh cũng như cái sự huy động và một cái sức khỏe thì khó có thể giữ được cái sự chủ động. Tuy nhiên rằng bây giờ thì mặc dù là liên tục đến từ những miếng đánh hết sức chủ động của ông Châu số 02, tuy nhiên ông Châu sẽ thêm một kiếm rất là chậm tay. Mặc dù là không có những cái miếng đánh đầu tiên, tuy nhiên là ngay ở miếng đánh đầu tiên cái trường phủ đầu thì đã đem đến cái chiến thắng chung cuộc thuộc về ông Châu số 01 đến từ thị xã Trấn Thành. Xin mời quý vị chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn cho chủ Châu thị xã Trấn Thành. Ông Châu số 1 đã giành chiến thắng trong cái khắc thi đấu thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Cuối cùng 0-1 đã thắng trận thứ hai. Quay. Và đúng cái nhận định của chúng tôi theo quan sát chúng tôi thì cái miếng đánh hổ lao hết sức là rất mạnh ngay từ khi đầu, thì một miếng đánh hết sức quan trọng là ưu thế áp đảo cũng như là tinh thần, và chiến thắng cuối cùng đã xứng đáng thuộc về ông Châu số 01 của thị xã Trấn Thành trong các thi đấu thứ hai trong buổi sáng hôm nay. Như vậy thì chúng ta đã chứng kiến hai khắc đấu đầu tiên, mặc dù khắc đấu thứ hai thời gian diễn ra trong vòng khoảng có chưa tới 3 phút, nhưng mà chúng ta đã được chứng kiến những cái